Vâng, xin mời chào anh em. Chúng ta mình đây đang là một chiếc Zippo rất là đẹp. Và chiếc Zippo này có chủ đề về Marlboro anh em nhé. Một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Nếu như anh em nào đang dùng cái thương hiệu này và chơi cái Zippo này thì rất là hợp lý anh em nhé. Anh em có thể mua để sử dụng. Cái này nếu mà sử dụng thì rất là bền anh em nhé. Có thể dùng đến cả hàng chục năm. Đấy. Trong cái điều kiện là anh em dùng mà không có rơi rớt anh em nhé. Còn nếu mà rơi rớt thì nó có thể bị bong bán lề. Mà nếu mà bong bán lề thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em nhé. Hoặc là nó bị hở cái kênh cái này này, rơi thì nó có bị kênh cái nắp thì shop mình cũng sẽ hỗ trợ bảo hành miễn phí cho anh em. Đấy. Còn trong quá trình 5, 7 năm, 10 năm, thậm chí là lúc nào cái cây Zippo anh em còn thì shop mình vẫn bảo hành cho anh em về cái tội gãy lưỡi gà anh em nhé, lối gãy lưỡi gà đấy. Đấy. Còn nếu anh em mua chỗ khác thì anh em có thể là phải sửa hết tầm khoảng 100 cho đến 120 nghìn gì đấy anh em nhé. Cái này là cái Zippo Amo đây. Sản phẩm này thì mình sẽ quay sơ lược cho anh em xem nhé. Màu vàng, tất nhiên thì chất liệu nó là bằng đồng anh em nhé. Đấy, cạnh bên này, mặt sau này, cạnh bụng này, ở bên trên này. Cái này thì shop mình sẽ ship siêu đi anh em nhé. Hàng đến nơi anh em sẽ được kiểm tra hàng trước, đúng hàng như trong clip, rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Nên là anh em rất là yên tâm nhé. Tuy nhiên khi mà anh em đã đặt hàng mình shop mình rồi thì anh em chắc chắn nhận hàng cho shop nhé. Có ai gửi đến nơi, một số anh em là gửi đến nơi xong rồi không nhận. Đấy, thế là rất là mất công anh em nhé. Thứ nhất là mất công, thứ hai là tốn tiền. Cái phí ship đi ship về cũng phải 50.000 anh em nhé. Đấy, gửi bán đã không được hàng rồi còn phải tốn tiền ship nữa. Ok, thì quay trở lại với cái sản phẩm này thì mặt trước có khắc chữ Manbro anh em nhé. Và cái chữ này thì được khắc nổi. Đấy, khắc nổi này này. Trong các cái Zippo mà nếu mà khắc khắc thì rất là bền anh em nhé, không thể mòn được. Khắc chìm thì cũng đẹp nhưng mà khắc nổi là đẹp nhất anh em nhé. Trên đây khắc nổi chữ Manbro. Và khi mà anh em sờ tay vào đây này thì sẽ cảm nhận được cái độ nổi của nó anh em nhé. Sờ tay vào với biết được nó dày như thế nào. Và cái này thì anh em dùng không thể mòn được anh em nhé. Về cái phần thân và phần nắp cái này thì rất là kín khít, cho nên là nếu anh em sử dụng cái này thì cầm xăng tầm khoảng 1 tuần lễ anh em nhé, thậm chí là hơn. Anh em mua về cái này này, anh em lấy cái ruột anh em tháo ra, anh em xếp tim hình zig zag vào, xong rồi lấy cái túi ni lông anh em bọc cái ruột lại thì nó sẽ cầm xăng là tốt nhất anh em nhé, thậm chí là lên đến 2 tuần luôn đấy. Về cái cạnh bán lề thì cái này có bán lề 5 chỗ bằng niken anh em nhé, mối hàn thì cực kỳ tròn luôn rồi. Đấy, mối hàn của đời Zippo mới bây giờ rất là tròn. Về cái mặt sau của nó thì cũng có chủ đề anh em nhé, chủ đề về Manbro và nó cũng được khắc. Mặt sau chữ Manbro này thì được khắc chìm anh em nhé. Ở trên đây thì có cái logo của công ty Manbro cũng được khắc chìm luôn, còn các cái chữ bên trong thì được khắc nổi lên anh em nhé. Đây là một cái phiên bản limit này, cái này có số là 368 anh em nhé, 368 trên 1.000. Cái số này thì còn cái nào thì shop mình sẽ gửi cho anh cái đấy, anh em cái đấy nhé. Mặt trên này. Về cái mộc đáy của sản phẩm thì cái này là mộc đáy lồi anh em nhé, mộc đáy lồi. Nét chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Và cái này thì được sản xuất vào năm 24 đây. Trong quá trình sử dụng nếu mà cái này có vấn đề gì thì anh em cứ liên hệ với shop theo cái số điện thoại trên cái thẻ bảo hành anh em nhé. Khi mà mình gửi cho anh em thì sẽ kèm thêm một cái thẻ bảo hành này. Đấy. Còn nếu như anh em mua để tặng cho người khác ấy, thì anh em cứ ghi cái số điện thoại của người mua ở đây anh em nhé. Đấy. Đấy, số điện thoại khách hàng anh em, số điện thoại của anh em bao nhiêu thì anh em mua ghi vào đây. Đấy. Còn trên đây thì có số điện thoại của shop mình, anh em lúc nào mà cần gì thì cứ gọi cho shop thì shop mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Ok thì đến bây giờ mình sẽ test âm cho anh em nghe nhé. Để âm thanh đấy anh em nhé. Bánh xe bén. Âm nghe cũng ok, cũng khá là hay. Còn hay như thế nào thì mình sẽ không hứa được anh em nhé. Nó rất là trừu tượng về cái âm thanh. Ở bên trong thì đây. Để vỏ dày. Có dày dặn, chất liệu bằng đồng và đôi khi bên trong nó lem lem là bình thường, bản lề cứng cáp. Ruột và vỏ cây này được sản xuất cùng năm 24,
còn ruột thì sản xuất lệch nhau mấy tháng không quan trọng. Ruột này thì có màu vàng anh em nhé, ruột Zippo thì nó sẽ có màu vàng nhạt hoặc là màu trắng. Đây, cái này thì có màu vàng nhạt, cổ đã cao bằng đồng và bánh xe cắt xéo sau. Đấy, nó như thế anh em nhé. Cái này anh em muốn lấy thì cứ alo cho shop, shop mình sẽ ship cho anh em nhé. Những cái chi tiết như là cổ đá này, bánh xe này và cái búa này thì để phân biệt Zippo thật giả anh em nhé, thì anh em lưu ý một chút. Ok, cái này anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Mã số sản phẩm thì mình đánh dấu trên đây rồi, ZC78 anh em nhé. Hiện tại cái này shop đang phân phối với giá là 1.300.000 đồng thôi anh em nhé, 1.300.000 đồng bảo hành trọn đời. Và cái này thì mình đã có chụp ảnh rất là rõ ràng, chi tiết và sắc nét rồi. Anh em muốn xem thì có thể kích vào đường link bên dưới phần bình luận và mô tả nhé. Ok, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.